Có những người làm việc 10, 12 tiếng một ngày, biết nhiều ngôn ngữ, thu nhập tính bằng ngàn đô, thậm chí chục ngàn đô. Có những người thậm chí buổi sáng không thể kéo mình khỏi giường và luôn luôn có cảm giác thật tội lỗi. Con người là động vật có cảm xúc và mọi quyết định của chúng ta đều dựa trên cách chúng ta cảm thấy như thế nào về mục tiêu của chúng ta. Càng kiểm soát được cảm xúc tốt thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không chỉ là về việc học ngôn ngữ, đó là chủ đề ngày hôm nay. Let's roll the intro! Làm sao để không bao giờ cảm thấy chán trong khi học tiếng Anh? Đây là một trong những cách mà mình đã làm trong khi mình bắt đầu học tiếng Anh. Mình có gặp khó khăn, mình có cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản khi học không? Thì câu trả lời là rất nhiều. Mình sẽ dùng những cách gì để có thể giải quyết vấn đề đó? First one, music. Second one, movie. First one, when you study the English language, did you listen to music? Yes. What's your favorite kind of music? Modern talking. Okay. His generation is different from me. Thế nhưng mà gì, chúng ta đều có thể học tiếng Anh qua hai loại âm nhạc, đó là âm nhạc hiện đại và âm nhạc cổ. Thế tuy nhiên mình sẽ không chia nó làm hai loại, đó là cổ và hiện đại, mà mình sẽ chia theo những cung bậc cảm xúc mà chúng ta có thể gặp phải. Và âm nhạc sẽ giúp rất nhiều trong việc kiểm soát cảm xúc của chúng ta, làm chủ cảm xúc của chúng ta và tạo động lực, cảm hứng cho việc học. In Love, một bài đầu tiên mà mình có thể giới thiệu với chúng ta đó chính là bài Only Love. Mình đã làm một video giới thiệu về cách làm sao để có thể master học được bài này rồi. 2 a.m. in the rain, it's falling. Here we are at the crosses once again. You're telling me you're so confused, you can't make up your mind. It isn't meant to be. Number 2, đó là bài nhạc hiện đại một chút, đó là bài Shape of You. Và mình cũng đã làm một video giới thiệu về cách học bài đấy rồi. And number 3, đó là Family Love, một bài cực kỳ hay về cách mà ông Paul McCartney, ông ấy viết một bài để nói cho con trai của John Lennon về việc là gì? Có một người mới trong gia đình, một người mẹ mới, và bài đó chính là bài Hey Jude, mình cũng đã giới thiệu trên kênh này rồi, cực kỳ hay. Hey Jude, don't make it bad. Cảm giác lonely khi bạn cảm thấy bạn có một mình và cảm thấy mình oh my god, feel bad, cảm thấy tệ về bản thân mình, thì một trong những bài mà không thể bỏ qua đó chính là How to Save a Life, mà mình thấy rất nhiều người ủng hộ trong khi mình hát bài này để bắt chuyện với người nước ngoài ở trên phố. You say we need to talk, he walks. You say sit down, it's just a talk. His smile so lightly back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. He goes left and you stay right between. Khi bạn thấy mọi thứ như sụp đổ, bạn thấy tức giận vì việc mình không hoàn thành được, hay tức giận vì một ai đó, thì đó là lúc chúng ta hãy nghe bài All Falls Down. And it's time to say F you. And I know you wonder too. All it takes is just one look at you. I run right back to you. Cross the line. It's time to say F you. It's alright. Cũng bình thường thôi khi mình nói tục và chửi tục, chẳng sao cả, miễn là nó không làm đau tới ai. Heartbreak, khi bạn thấy bạn mới bị bồ đá, mới chia tay người yêu xong, phần lớn chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ tệ. Và bài hát nào sẽ là bài hát mà chúng ta nên nghe? Đây là bài This Is My Favorite, Just Give Me A Reason. Just give me a reason. Just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just venting. We
the stars. It's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bent, and we can learn to love again. Những bài buồn không phải là những bài tệ, mà những bài buồn là những bài cho chúng ta cảm giác được cảm thông, cảm giận, thấu hiểu, và mình cảm thấy tốt hơn. Đôi khi mình chẳng có cảm giác để hát một bài gì đó mà mình cảm thấy nó hơi ngốc nghếch một chút. Hãy nghe một bài nhạc trẻ em. If you're happy and you know, clap your hands. Happy and you know, clap your hands. Đây là một số bộ phim, một số cảnh mà mình cảm thấy rất thích thú trong khi học tiếng Anh, trong các bộ phim mà mình yêu thích. Và mình nghĩ là những bộ phim này thì hầu như nếu mình hỏi một người nước ngoài nào thì họ đều biết. Bởi vì những bộ phim mình xem, một sẽ là một cái dạng gọi là phim sitcom, là những bộ phim mà truyền hình dài tập. Hai là những bộ phim nổi tiếng mà hầu như ai cũng biết, gọi là mind changing movies, những bộ phim thay đổi hẳn cái tư duy của chúng ta cuộc sống. Và cái bộ phim đầu tiên mà mình muốn giới thiệu, nó sẽ nằm trong cái cảm xúc này. What if you see a hater? Một ai đó ghét bạn mà bạn không muốn đứng trước mặt người ta nữa, mà bạn chỉ muốn gọi là gì, biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Thì đây là câu mà bạn có thể nghĩ đến và nhớ đến cái cảnh tượng này trong một bộ phim yêu thích của mình. Đó là bộ phim Forrest Gump, và đây chính là câu đó. Cảm giác khi mà bạn ăn được một món gì đó rất tươi ngon, cảm thấy rất thấy thích, thì hãy nhớ đến cảnh này trong một bộ phim mà mình cực kỳ thích, đó là Into the Wild. You're so organic. I mean, you're like 100,000 times better than like any apple I've ever had. I'm not Superman, I'm Super Tramp. Cảm giác khi mà bạn đã có thể làm một điều gì đó nhưng bạn không làm. Và đây cũng là một dạng ngữ pháp nâng cao rất hay, là mình đáng nhẽ đã có thể làm điều này. I should have done something. Câu đó mình học được trong bộ phim How I Met Your Mother. Và đây sẽ là cái cảnh đó. And that was it. I'll probably never see her again. What? That was the signal. That long lingering handshake, you should have kissed her. By the way, you should have kissed her. I asked her about it years later, and yeah, that was the signal. I could have kissed her. And then you want to start a conversation with a stranger. Không thể bỏ qua đoạn này trong bộ phim How I Met Your Mother được. Have you met Ted? Hey, I'm your best friend. You're my best friend, Barney. Good, and as your best friend, I suggest we play a little game I like to call Have You Met Ted? What? No, we're not playing Have You Met Ted. Hi, have you met Ted? Đó là một chút chia sẻ ngắn gọn về những bài nhạc, những bộ phim mà mình cảm thấy mình đã dùng nó như một phương pháp cực kỳ nhanh, phương pháp cực kỳ hiệu quả để có thể hack cái cảm xúc của mình bằng âm nhạc và bằng phim. Why not? Mình vẫn đang học tiếng Anh, nhưng theo một cách khác. Hy vọng là có thể giúp anh chị và các bạn trong quá trình luyện tập tiếng Anh. That is it for today. Thank you for watching. I'll see you tomorrow. And one last thing. Don't forget to exercise. Your body and your mind need practice also.